Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vỏ nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu.